Chào mọi người, hôm nay mình sẽ chơi thử game này ha. Game này mình chơi lần đầu. Và cái người làm cái game này là từng làm một game tên là Cemetery Walk thì phải, là đi bộ trong nghĩa trang. Mình đã chơi game đó rồi. Thì giờ làm sao để mà thoát khỏi đây đây? Không nhảy được, không chạy được, không có tương tác gì hết. Cửa thì bị khóa, không xếp được, C cũng không ngồi được. Nghe cũng không thấy cái gì để mở nước luôn. Gì? Có con gấu đưa chìa khóa mình trên đó kìa. Ủa thiệt chứ? Là lấy đèn pin. Không hiểu lấy đèn pin mà còn thấy tối hơn lúc mà chưa lấy đèn pin nữa. Gì trời, gì ui gì gì vậy? Dùng búa đập cái đó đi qua có tiếng gì vậy ta? Đi nó càng hẹp càng sâu vậy. Sâu thế. Giờ mình phải trở ra hả? Nằm ơi gì trời, giấu vạch dễ gì đây, lùi lên lên là sao? Đúng rồi nè, trời đất,
Thì mình không đi xuống được không? Đó là cái gì? Bít đường rồi. Em tới đây là hết rồi nha. Chào mọi người. Cảm ơn mọi người đã xem video ha. Chúc mọi người một ngày tốt lành. Chào mọi người ha.